Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Vào buổi tối ngày hôm qua thì em Tuấn có lên sóng giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài dòng Nationan, model là RX-C50, mang màu xám và một chiếc đài rất là đẹp ạ. Đó là một chiếc đài cực kỳ đẹp. Và có một bác khách tối hôm qua ở trên Cao Bằng đã chốt chiếc đài đó rồi. Và sáng nay thì lại có một bác khách ở trong Biên Hòa, Đồng Nai cũng chốt chiếc đài rất là trùng hợp, cũng là chiếc Nationan, nhưng mà là chiếc Nationan CW50 màu đỏ. Đó. Đấy, cảm ơn hai bác đã rất là tin tưởng cũng như là ủng hộ cửa hàng. Riêng các bác ở trong Đồng Nai thì đã ủng hộ chiếc này là chiếc thứ hai rồi. Đó. Và sáng nay thì em Tuấn đã đóng hàng, đóng gói cẩn thận và đã gửi qua bưu điện rồi các bác nhé. Và những cái tỉnh ở trong miền Nam thì gửi từ 4 cho đến 5 ngày là các bác nhận được. Còn những tỉnh phía Bắc thì những cái tỉnh xa xa thì nó khoảng độ 3 đến 4 ngày. Còn loanh quanh nội thành thì khoảng 1 đến 2 ngày là các bác nhận được các bác nhé. Và trước mắt quý vị các bạn hôm nay là em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài cũng rất quen thuộc với kênh. Thế nhưng để tìm được một chiếc đài nó đẹp như thế này thì quá là khó các bạn. Lâu lắm rồi mới tìm được một chiếc đài rất là ưng ý và giới thiệu đến quý vị các bạn. Đấy, bác nào mà đang tìm dòng đài này mà máy đẹp thì hãy liên hệ với em. Tất nhiên máy đẹp thì giá nó sẽ cao hơn những chiếc máy bình dân một xíu. Đây là chiếc đài Sony CFS715S các bác nhé. Một dòng đài có thiết kế đẹp và đầy đủ các chức năng. Trong đó sử dụng một cặp loa toàn giải phễu. Cặp loa này cặp loa toàn giải phễu các bác nhé. Chất âm rất là hay. Và đây là một cây đài đẹp thực sự từ trong ra ngoài các bác nhé. Từ phần thân vỏ cho đến phần núm nút anten quay sách nguyên bản và tiếng của nó cũng rất là hay. Đó, và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 3.500.000 đồng. Giá nó khá là cao so với mặt bằng chung của dòng Sony 715 này. Đấy, những chiếc bình dân thì em chỉ giao lưu với giá từ 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng chiếc này nó là một chiếc rất là đặc biệt. Đấy, các bác có nhìn này, em Tuấn sẽ quay chi tiết cũng như là tổng thể cho các bác nhé. Đấy, các bác có nhìn cái phần nhựa này. Đó. Đây là loa bên trái các bác nhé. Đấy, chúng ta sẽ xem chữ này. Đó. Chữ Sony này. Căng lưới của nó thì tuyệt vời rồi, cực đẹp luôn ạ. Đây là phần nóc cục giữa ạ. Quai sách zin, anten zin các bác nhé. Đây là nóc loa bên phải. Nhựa cây này cực kỳ đẹp ạ. Màu sắc của chiếc đài này là nguyên bản 100% các bác nhé. Các bác mà nhận đài hoặc là đến tận cửa hàng xem, nếu mà phát hiện ra em Tuấn sơn tút lại thì em Tuấn sẽ tặng các bác chiếc đài này luôn. Đẹp không ạ? Tất nhiên có những chiếc đài mà sơn lại và tút tát lại thì đó là những chiếc đài nó xấu. Thì bắt buộc nếu theo yêu cầu của khách hàng thì em Tuấn sẽ nhờ thợ họ sẽ sơn. Đó, đó là những chiếc đài xấu các bác nhé. Còn những chiếc đài đẹp như thế này thì các bác yên tâm luôn. Đây là phần nút nhấn của cửa A đây ạ. Đây là cửa băng cửa A nhé. Đây, phần nút nhấn cửa B. Chiếc này có chế độ auto revert ở cửa B các bác nhé, nút này nhé. Đó. Còn đây là chế độ vật này. Có thể vật stop hoặc là vật lặp đi lặp lại. Trên này nó sẽ là volume, còn bên này nó sẽ là tuning dò sóng. À, có một bác khách bác gọi. Vâng, thôi để đây thì tí nữa em sẽ gọi lại cho bác. Đó. Nút chức năng chính đi các bác nhá. Băng cassette này, radio và line in. Trước này thì có line in zin, các bác có thể kết nối với điện thoại, máy tính, TV hoặc là các thiết bị phát nhạc khác đều được. Và có 4 cái nút tròn như thế này. Thì nút đầu tiên nó sẽ là ba lăng là cân loa trái phải. Nút thứ hai là bát, nút thứ ba là trung và nút thứ tư là tép. Đó, chúng ta nghe ở mức độ như thế nào thì chúng ta có thể chỉnh theo cái ý của mình. Còn đây là 4 băng tần của radio gồm có FM, SW1, SW2 và AM. Còn đây là dò sóng các bác nhé. Và sau đây em Tuấn sẽ di chuyển ra phía đằng sau để các bác có thể xem qua cái phần sau lưng. Rất đẹp ạ. Dây loa zin nhá, còn rất dài đang quấn này. Anten zin này. Rắc lại in này, rắc nguồn, nắp pin zin, cầu đấu dây loa, đây dây loa này. Họ chiếc máy này rất đẹp ạ, kể cả phần đằng sau cũng như phần đằng trước. Máy rất là liền lạc và đồng màu nhá. Ok, và sau đây thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng em Tuấn test chiếc đài này qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Vũ. Đây là một cuốn album là Tuấn Vũ 9 nhá, Mimosa. Cuốn này tìm về giá xưa, trời mơ
buồn để nhớ cho ai mùa trời vẫn vương mà cánh hoa tàn làm vỡ tan bao mong vàng. Tiếng rất là hay ạ. Đặc trưng của dòng Sony 715 đó chính là đôi loa. Nhờ có đôi loa toàn giải phễu nên là nó cho ra chất âm rất là êm, êm ái và nhẹ nhàng mượt mà các bạn. Các bác để ý cả những cái viền chrome ở trên những cái phiến cái nút tuning này, nút volume này và hai cái phần chrome mà em Tuấn vừa chỉ ở phía dưới này, phần chrome mạ chân này còn rất đẹp ạ. Đây. Quay rất là gần cho các bác có thể là xem chi tiết được cái máy. Vì sao nó lại giá trị nó lại cao hơn những cái chiếc máy bình dân một xíu. Cái phân khúc máy bình dân thì nó chỉ khoảng 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi thôi. Cũng có tùy kênh họ bán có thể rẻ hơn khoảng 1 triệu, 7 triệu, 8 cũng có. Nhưng mà máy thì nó chắc chắn nó sẽ không được đẹp. Ok, radio các bác nhá. Đây là các thành phần tự nhiên khác để có trong cái sản phẩm này đấy bác ạ. Và bác có thể là cho được biết là ở Quảng Ninh cũng có cái showroom của Nano Đông Trùng Hạ Thảo đấy ạ. Và bác có thể liên hệ từ... Này xem cái góc nhìn của em như thế nào được không? Dạ. Dựa vào cái câu chuyện tình yêu, cái nỗi buồn cũ của em á, nó cũng đã ảnh hưởng đến em, niềm tin trong em trong tình yêu ở cái thời điểm hiện tại. Line nhé, chúng ta sẽ gạt lên trên. Trước này là cổng line in zin theo máy này. Rất là hay các bạn. Lặng lẽ hai người không nói năng, dần nhau làm cả đôi bên bàn. Không muốn nhìn mà cứ quay lưng, hai đứa giận đòi hết thư tình. Khi đã chọn hợp duyên hợp tình, một đứa hay buồn hay rối luôn, lại thêm một đứa hay trách hồn. Khi đối mặt là cãi nhau thôi, như pháo nổ ngày Tết trong đời, không đứa nào chịu kém một lời. Từ ngày hai đứa giận sớm lắm son sao, còn thêm dăm đứa bạn, nhiều bàn tán ra vào. Giận nhau vì một vài giây phút, tưởng dài bằng ba năm, dần mãi bây giờ hai đứa. Tiếng cực kỳ là phê các bạn, tiếng rất hay. Và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test chiếc đài Sony CFS715S ở đây. Và chiếc đài này em đang giao lưu với giá là 3 triệu 500 ngàn đồng. Cái giá này thực tế thì nó cũng cao hơn cái giá mặt bằng chung. Thế nhưng mà so với những thời điểm khác các bác nhé, thời điểm cuối năm hoặc thời điểm năm trước thì giá này là đang còn rất là rẻ. Đó, đợt này thì giá rất là tốt ạ. 3 triệu rưỡi đã chúng ta đã có sở hữu được một chiếc đài Sony 715 đẹp rồi. Mọi khi nó phải từ 4 triệu 2 cho đến khoảng 4 triệu rưỡi đổ lên thì chúng ta mới có được một chiếc Sony 715 hoặc là 710 đẹp các bác nhá. Và số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ, gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo cho em nhá. Và ngoài chiếc đài này thì em đang còn rất nhiều các model khác, từ phân khúc giá bình dân cho đến giá vài chục triệu các bác nhá. Đấy, khoảng hơn 1 triệu là chúng ta đã có sản phẩm để chơi rồi. Đó, rất là nhiều.
rất nhiều các model. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy cứ liên hệ với em nhé. Hẹn gặp lại.